Hoa hậu Đỗ Thị Hà có rút lui khỏi showbiz sau khi hết nhiệm kỳ hay không? Rất nhiều khán giả tò mò muốn biết sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà có rút lui khỏi showbiz như cô đã một vài lần đề cập đến hay không? Đỗ Thị Hà chính là một trong số ít nàng hậu trưởng thành và khác biệt nhiều nhất sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Từ một cô gái còn bối rối trên sàn catwalk, ứng xử chưa khéo léo thì Đỗ Thị Hà của hiện tại đã tự tin làm người mẫu kết màn trong show thời trang lớn. Thoải mái chuyện trò với khán giả mà không ngại xảy ra sự cố, ứng biến cũng nhanh nhạy khôn khéo hơn trước. Trong một số buổi livestream với người hâm mộ trước đây, Đỗ Thị Hà từng úp mở kế hoạch tạm rời xa showbiz sau khi hết nhiệm kỳ. Nàng hậu đã có kế hoạch học tiếp lên thạc sĩ sau khi nhận bằng cử nhân, rồi theo đuổi con đường kinh doanh hoặc công việc nào đó không liên quan đến showbiz. Tiết lộ của Đỗ Thị Hà từng khiến khán giả thấy tiếc nuối vì với nhan sắc rực rỡ và tính cách thân thiện, hoạt bát thì Hoa hậu Việt Nam 2020 có nhiều tiềm năng tỏa sáng trong ngành giải trí. Dường như thấu hiểu mong muốn của người hâm mộ, chính Đỗ Thị Hà cũng đã đổi ý khi trong livestream gần đây nhất, cựu Hoa hậu Việt Nam tâm sự rằng trước mắt cô vẫn tập trung vào việc học để lấy bằng tốt nghiệp đại học. Nhưng dù sau này làm gì, có thử sức ở một số lĩnh vực, công việc thì cô sẽ vẫn tham gia hoạt động trong showbiz. Đỗ Thị Hà đã nhấn mạnh điều này như muốn khẳng định cô không chia tay showbiz như nhiều người hiểu lầm. Điều này đồng nghĩa trong thời gian tới, khán giả vẫn sẽ gặp Đỗ Thị Hà làm người mẫu mở màn hoặc kết màn trong các show thời trang, các bộ ảnh hoặc xuất hiện ở các sự kiện. Và biết đâu đến một lúc nào đó, Đỗ Thị Hà còn muốn thử sức với diễn xuất như nhiều hoa hậu đàn chị.